long time. Nhưng mà cái này là sẽ có thể tha thứ được đấy. Ok, đầu tiên thì có ai biết em đi rồi giơ tay lên. Còn lại tất cả mọi người không ai biết em đi hết không? Thì đầu tiên em đi xin chào tất cả các anh các chị tối ngày hôm nay. Và mỗi năm cảm ơn em mời lại cho mình cái cơ hội để mình có được cái meeting việc đi after meeting. Em đi muốn chia sẻ chút xíu về cái background của em đi, thì em đi cũng vô đây 3 năm nói sơ thôi chút xíu, rồi nói nhiều hơn chút xíu, mình bắt đầu chơi trẻ đó. Thì em cũng được may mắn là không biết ai dọn mình lên làm host hoài à. Mình từ chối chuyến này, mình từ chối, mình vừa muốn đi vacation đó, em đẩy qua cho anh Long mình. Anh Long cuối cùng cũng đẩy lại cho chị em mình à. Tại vì Long có thương chị em mình, nó nói chuyện mình nói hay quá cho nên mình đề nghị mình cũng luôn. Thật sự Long á, rất là dễ thương và dễ thương. Dễ thương như nó cũng vậy mà thôi. Ok, đầu tiên xin chào tất cả các anh chị và mình bây giờ mình recognize chút xíu những cái nhóm của mình ở trong này qua thử đông hay bao nhiêu nha. Đầu tiên em xin coi thử rút ở Atlanta. Nhóm ở San Diego không có tới đây. Nhóm ở San Diego có ở đây không? Rồi có nhóm nào nữa không? Hôm nay là đặc biệt có hai em cũng tới ủng hộ là hai em từ bên Philadelphia, Long với lại Jamie. Đặc biệt mình có đặc biệt hôm nay là Dr. Linh nữa. Dr. Linh cũng tới tham dự với mình luôn. Còn Dr. này cũng biết đấy. Tại vì cái này là cái một cơ hội mà những người khác không có mặt đây không có làm được.
Đó. Thì chút xí Thanh chia sẻ xíu về background của Thanh. Thanh là người ở từ Dallas, actually before là ở California 20 năm, ở Mỹ được 30 năm sau đó. Thì sống ở Mỹ 30 năm thì cũng thăng trầm qua nhiều công việc làm. Cũng học ra đại học rồi cũng đi làm buôn bán. I at four quadrant. I'm in an E and an S, and I go back to E, but also I'm looking forward into... mình đứng trong cái vị trí đó, là nếu mình học, mình đi tới cái chương trình của Mark Omega giúp cho mình học hiểu về công việc này đó, thì mình nên biết mình đang đứng ở vị trí nào, thì Thanh biết là Thanh đứng ở đâu. Cho nên Thanh cố gắng trong một cái thời gian ngắn, hy vọng mình có thể tiến tới với một cái năng động từ cái hệ thống của Mark Omega mà mình trưởng thành, cỡ như là Amber hay là Minh Lưu. Để cho mình có được cái sự hiện diện trong cái buổi hội của Market Man, là tại vì người Việt Nam mình rất là hiếm. Mà ngày hôm nay mình tới đây đó là một điều rất là quý. Thanh thấy rất là mừng nhưng mà rất là tiếc là không có được nhiều. Thanh là background, Thanh làm mechanical engineer, Thanh cũng đang làm I try to get my 45 tỉnh nữa. Làm 45 năm để mà support cho mình, ủng hộ cho cái tiếng Việt của Hưng Thành và Thanh cũng vậy. Để ủng hộ cho cái chương trình của Hưng Thành. Thì Thanh có gia đình, có đứa con trai 17 tuổi và cũng đang làm product engineer. Thì Thanh rất là Thanh có một ước nguyện làm sao mình giúp cho được người Việt Nam của mình. Cho nên Thanh tối hôm nay Thanh muốn chia sẻ chút xíu về tại sao Thanh nói Market America và MA Việt. Thì MA Việt nghĩa là Market America Việt Nam, Vietnamese. Đó. Thì để không có tốn thời gian thì Thanh đi vào vấn đề chút xíu là tối hôm nay chia sẻ. Thì trong này đó, Market America and MA Việt đó là mình building a team to keep up with to keep the unity among us. Tại vì khi thực ra mình muốn build team là mình phải có sự gọi là đoàn kết. Nếu không có đồng rớt thì team nó không có exist. Nên thân đó, thì trong này có ba cái thân tối này khúc và ba cái topic đầu tiên đó là MA là Market America and MA Việt đó, là mission and vision. Tại vì khi mình ra làm công việc gì đó, mình phải có một cái purpose, mình phải có một cái phương hướng, mình đi thì mình mới tới được đó. Thì trong này đó, cái việc làm giống như Market America là một cái hệ thống có sẵn rồi, cho nên mình phải nương với cái hệ thống của Market America rồi mình tận dụng đó, rồi mình giúp cho bà con để mà mình tiến tới trong cái phương hướng mà mình muốn đạt được. Hầu như anh chị em người Việt mình nói chung là từ ở Việt Nam qua đây mình tìm gì sự tự do, mà tự do không phải là dễ có, nó phải trả một cái giá rất là mắc. Nhiều người vượt biên mà có thể là tại vì Thanh vượt biên. Đầu tiên cái Market America mission đó là nó provide cái, nó cho mình cái hệ thống để mà nó giúp cho người doanh nhân, cái bữa em nói tiếng Việt á, doanh nhân để mà mình tạo ra cái ongoing residual income, là một cái đồng tiền nó tới mình với một cách tự nhiên. Tại vì khi nói tới cái vấn đề người Việt mình với lại gái là rất là anyway, thì cái lý do sao mà cái người chị em ở Dallas có một cái nhà ý là đặt cái tên là MA Việt. Thì cái MA Việt, cái vision là tại vì anh chị em nhóm lại giống như các anh chị em mà ở phương xa mình nhìn thấy hầu như là người Việt trong này là nguyên chất không à, chứ không phải giống như mấy chị em mình có tiếng Anh hay là tiếng này nọ. Đây là người, những anh chị này là tiếng Việt rành lắm, có mình ta là dở mình lên được đây đứng nói này. Thì cái niềm gọi là ao ước của cái MA Việt team đó ở Dallas, hy vọng là của anh chị em luôn, là mình làm sao mình giúp cho người Việt mình để hiểu được và tận dụng được cái hệ thống của Market America
để mình tìm tới cái sự tự do trong cái vấn đề tài chánh. Thì khi mình tìm được tự do tài chánh á, thì nó sẽ đem lại cho mình rất là nhiều cái ease of a lot of, nó ease of a lot of cái stress đó. Thì anyway, thì tao cái thứ cái market man vision là a business system design cho mọi người hết. Cho nên thành trong này nó không có phân biệt già trẻ hay là tuổi tác hay là trình độ, tại vì cái hệ thống, nhất là cái hệ thống này là market man cả những JOI và Lauren đã tìm được ra cái hệ thống này. Là tại sao tao tìm được hệ thống này, đối với thanh tìm hiểu thấy thì đi về sau thanh vào đây được 2 năm làm cái market manager, thì thanh càng đi những convention như vậy mình thấy mình đã tìm được magic moment. Lúc JR he cried, he just burst out crying because of what, tại vì he có một cảm giác là làm sao cho mọi người có một cái cơ hội giống như em hay là hơn em, chứ không phải là giống như những cái business khác mà người ta chỉ muốn lợi dụng cái khả năng của mình mà ta làm giàu cho riêng người ta thôi. Cái đó là cái mà thanh thấy rất là quý. Mà thanh bước vào đây thấy một cái hệ thống của Market America không có đi đâu mà tìm được hết, không có chuyện gì khó mà cũng không có chuyện gì dễ. Khi mình có cái tâm huyết mà mình biết được cái hệ thống thì mình đi tới rất là dễ dàng thôi. Giống như mà khi mình muốn trồng cái cây mà có người chỉ cách trồng cây, mình về mình chỉ chịu cuốc đất, mình tưới cây theo cái hệ thống người ta chỉ thì cái cây nó phải ra trái. Cái đó là cái mà thanh nói cho anh chị thấy rõ như vậy. Thì cái market man vision là nó đã làm cho mọi người đều có cơ hội, chứ không phải là nó phân biệt cái giai cấp hay là cái địa vị. Thì cái MA Việt vision cũng vậy. Thì mình hy vọng thanh bước vào đây á, tại sao thanh có những cái suy nghĩ như vậy, tại vì thanh vượt biên hồi năm 80 là đi trên biển đó là sorry. Xin lỗi anh chị nha, tại vì mình chưa có về Việt Nam, rất là nhớ Việt Nam nhưng mà không có về được, cũng không biết sao. Thì cái vision của market của MA Việt đó là làm sao mình thanh hy vọng một ngày nào đó mình có một cách nào để mình giúp cho họ, mình design một, mình có một tạo một building, một cái nơi chốt để cho mọi người khi cần sự giúp đỡ người ta tới thì mình giúp được. Tại vì nếu mà mình không có cái nơi chốt khó mà giúp được một người khác lắm. Cho nên thành cái đó là cái mà thanh muốn nói cho các anh chị thấy được là tại sao thanh dùng những cái lời cái từ dây cũng sống nghĩ lại quá vậy. Anyway, I missed one slide. Anyway, thì để nó tiếp, thì cái để nó đứng đắn được, đó một cái slide nữa, tại sao mất rồi. Thì cái MA Việt Team đó, thanh nói chút xíu về lịch sử của MA Việt Team là từ lúc bắt đầu là nhờ Amy là người sponsor cho thanh. Là cái business này đó, thanh bước vào đây á, thanh không bao giờ mà tin, lúc đầu tiên á, thanh không tin mà thanh từ chối hẳn ngoài 3 tháng đầu. Tại vì cái position thanh đã làm qua với cái lương là trên average là above average rồi. Tại cái job cuối cùng của thanh là I was a general manager của cái hãng 200 người. Nhưng mà trong cái địa vị mình có cái danh nhưng mà mình cũng có cái lợi gì hết. Tại vì sao? Mình làm giàu trong chủ. Cái thứ hai nữa mình phải hy sinh gia đình và cái sự sống của gia đình mình để làm giàu cho người ta nữa. Lúc mà cái job cuối cùng thanh làm general manager là ở bên Cali mà thanh sống ở Texas, thanh phải bay qua bay về. Thì lúc mà qua với Cali á, là gốc hồi xưa là ở Cali 20 năm về trước á, mà qua lại đó thì chỉ còn lẻ loi một mình thôi. Lúc ra đi về đi ăn á, là ngồi ngoài xe ăn mì gói, ăn ổ mì, ngồi ngậm ngùi mà chỉ chảy nước mắt thôi. Mình nói là mình có khả năng mình làm mà tại sao cái hãng đã đau rồi, mình đem lên lại là làm lời người ta, chủ sẽ sắp sửa đóng hãng nhưng mà mình làm giàu, mình cho công nhân những cái khả năng là cho bonus một năm lại hai cái bonus đó, rồi lên lương cho mọi người. Mà mình nếu mình làm được vậy tại sao mình không giúp được những người khác, tại sao mình giúp cho một người thôi đó. Thì thanh thấy như vậy, thanh lúc đó thanh resign về lại với gia đình. Thì về đây thì gặp em mì cho cái đó, nhưng mà thanh cũng chưa nghĩ là mình có cái khả năng mình ra đứng trước anh chị em mà mình chia sẻ như vậy. Thì bước vào thì thanh thấy lúc đó em vừa xuống đó, em vừa chia sẻ cái
commission plan, trước cái commission plan, cái business system đó, thì Thanh rất là thích. Thì lúc đó mới bước vào, thì càng đi sâu vào thì mới càng thấy được cái cơ hội giúp được người. Tại vì mình lúc đầu mình nghĩ tới là mình chỉ làm ăn thôi, chứ chưa phải là mình tới đó để mình giúp người khác. Tại vì lúc đó mình chưa có sự suy nghĩ, và mình chưa hiểu được hệ thống của Market America. Tại vì lúc đầu giống như những hệ thống khác, cái network khác đó, mình vô là I just do my best and I again for myself. Nhưng mà nó Market America nó có một hệ thống mà không có thể chỗ nào sánh bằng được hết. Tại vì nhớ xưa giờ ông cha mình nói là mỗi người một viên gạch không? Nhớ không? Mỗi người một viên gạch. Cái viên gạch đó là để mình xây lên tới, để mình xây lên được cái nhà hay là cái structure của mình. Thì vào đây á, Market America hệ thống của cái plan của nó đó, đó đúng là mỗi người một viên gạch. Tại sao? Mình cho ra nhưng mà mình lấy lại nguyên cả cái nhà lần. Nghĩ coi, mình một viên gạch thôi, nhưng mà cái hệ thống mà nếu mà system mình nó deep, nó build deep vậy á, thì mình đã build một cái gọi là building á, một structure mà mình không có thể tưởng tượng được đó. Thì nếu mà mình làm được như vậy, mình có một cái ý nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ giữ vững và đứng vững trong đó. Thì Thanh nói với Thanh là cái một cái mà nó cho Thanh một cái năng lực mà Thanh cảm giác con người Thanh nó rung cả người luôn. My first convention, I burst out crying, but with smile on my face. Not like this cry. This cry is just like I feel different. I feel a little bit like something is happy. Thì cái MA Việt đó, bên Dallas đó, là cố gắng trong cái sự xây dựng đó. Thì lúc đầu bước vào với MA đó là trọn vẹn trong nhà MA có mấy người thôi. Thì sau đó mới ra tới khi mướn một cái space khác là khoảng chừng 2.000 square feet đó. Thì lúc đó cũng chừng 80-100 người đó. Thì lúc đó we outgrow the space. Now we have a 5,000 square feet space. And we call it the MA Việt Center. Đó, là để thì cái chỗ đó, một cái nơi đó là để một ngày nào đó, tại trong cái ước nguyện là sẽ có cái sự mà tiến triển này là nó sẽ giúp cho người Việt mình hiểu biết thêm. Tại vì giống như cô chú anh chị đó, ai bước vào á, người ta cũng nghĩ cái này là một cái xạo, cái gà người ta. Nhưng mà nếu mình hiểu rồi không phải đâu, không có gì xạo cũng gì gà, tại vì mình cứ chịu làm không thôi. Nếu mình muốn có tiền mình phải làm thôi. Làm neo anh chị đi làm neo thấy không? Anh chị nào vô mà không mà không nói cái ra thiệt đâu, không phải bắt tay vào việc giữa hai ba cái bộ tay neo hay là chân gì đó thì làm mới có tiền. Thì đây cũng vậy thôi, nếu chịu làm mình hiểu, phải hiểu cái product của mình bán ra thì mình sẽ ok. Thì trong cái MA, tại sao MA việc mà nó grow được như vậy, tại vì trong đó mình có cái mình phải đương theo cái hệ thống của Market America. Trong đó nó có training, nó có cái seminar. Mình ở trong cái MA Việt team in Dallas á, là we do it weekly. Every week á, là hàng tuần thứ hai, thứ ba có training đó. Rồi thứ ba các team nay là có team foreign. Rồi thứ tư á, là conference call. Rồi thứ năm á, là we have another division away from đây là ở Dallas, trong thành Dallas, Arlington, in Dallas. So we go to Dallas and we help people in Dallas and train them. Rồi thứ nhật á, thứ bảy chủ nhật á là tối nhật á là mình có UVP. Rồi trong đó chủ nhật tối sáng chủ nhật á là mình có cái team, cái là leader meeting. Tại vì sao? Trong mọi việc làm mình đều phải có một cái sự gọi là organizing, nghĩa là mình phải dàn xếp và có cái chương trình thì mình mới làm được, mà mình không có bị lạc, được làm không có bị gọi trong cái khay là trong cái lộn xộn. Tại vì khi mình đã đặt ra cái lập đường các cái chương trình rồi đó thì mình chỉ execute thôi, giống như Market America đã có cái chương trình rồi, mình phải believe in nó, mình phải hiểu nó, thì mình believe in nó rồi thì mình mới làm được. Cho nên Thành á, ba tháng đầu nó giúp cho mình để cho mình hiểu, đừng có vội vô mà mình ra mình bán liền hay là mình làm vậy đó. Thì lúc đó mình fail, mà mình fail không phải là lỗi của ai hết, lỗi của mình dòi giả thôi đó, là nghĩa là mình chưa có đủ khả năng mà để mình ra mình nói. Cho nên Thành đó là mong các anh chị, cái này là một cơ hội rất là tốt cho các anh chị. Cho nên Thành đó là mình nhớ convention đó là một cái nơi mà mình leverage được một cái điều mà không có thể tưởng tượng được. Như giả sử trong cái team Dallas,
tới convention ngày hôm nay. Một sự ngẫu nhiên là, nhưng mà cái ngẫu nhiên đó phải do mình tự bắt đầu trước. Giống như chị là chị Phương Hoàng, chị Julie đó, gọi ông mục sư ở đây để tới tham dự cái buổi convention. Chỉ là nghĩ là trong cái đó là mình muốn introduce business thôi. Nhưng mà ông sư đó trở thành một người ân nhân của một người trong team là lúc 34 năm về trước, là người ông chủ thuyền cứu người chạy nạn trên nước ra biển khơi, là chị Lo, người ân nhân, là ông đó là người ân nhân của chị, là gia đình của chị Lo. Ngồi thì sửng sốt luôn, tự nhiên là nước mắt chảy thôi chứ không biết gì nữa. Trong người mình nghĩ là có một cái cảm giác mà không có thể tưởng được. Thì cái đó là nó cho mình thấy một cái điểm rất là nghĩa là mình bước vào đây là một cái duyên, chứ phải là bước vào đây đó là một cái tự là nghĩa là không không đâu. Chân thành là anh chị phải cố gắng chứ đừng có mà thụt lùi. Tại em thấy cái số đi, cái số tới và số đi cũng nhiều lắm. Dạ, em bước vào đây em thấy số tới số đi nhiều lắm. Mình không có trách ai được hết, tại vì cái đó là cái cuộc sống mọi người nó có một cuộc sống khác nhau, nhưng mà nhớ ủng hộ và giúp cho anh chị em lẫn nhau để cho mình có một cái lập trường đứng vững. Thì em ấy Việt Team hy vọng các anh chị em như em thì có một tấm lòng rất là tốt. Anh chị em thực ra nếu còn giúp đỡ gọi sẵn sàng, em như em là em ấy là có thể là tới giúp cho anh chị những công việc gì đó mình có thể biết gì mình làm ấy thôi. Tại vì Thanh không care vấn đề là left organization or right organization, vì thôi biết thực ra nếu mà mọi người đều biết á thì cái default nó tới thôi à, người ta sẽ tới mình, tại vì người thân mình không đi bỏ mình được, người quen mình không bỏ mình được. Đó, cho nên thành ra mình việc lo rộng đi, rồi cái chuyện nó tới nó sẽ tới.